Chiên. Đi Tiến Anh, tạt ngang, tạt ngang. Và bây giờ là một bàn thắng tiếp theo đã được ghi bởi Huỳnh Bùi Gia Khiêm mang số 07 của cầu thủ nhí 2024. Chúng tôi đang rất mong chờ một bàn thắng được mở ra cho HTS Hà Nội. Ok Hưng, tốt Hưng tiếp kìa. Vâng, và không sao nghe, không sao nghe. Đúng okay, mong chờ. Và một bàn thắng đã được ghi nhận. Ai nghĩ mình xuất sắc nhất mùa năm nay? Giơ tay lên. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bài tập khởi động trước trận đấu khá là quan trọng đấy nha các bạn cầu thủ nhí. Hãy tập trung khởi động theo hướng dẫn của huấn luyện viên để có được phần thi đấu tốt nhất. Ok, vô. Đứng quả. Tốt. Wow. Chụp 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 chụp. Ok, bác không dính thì vỗ xuống. Ok, hai anh em thở đi. Ok con, dừng. Đây chuyện thầy. Thầy nhả lại, chuyện cho Khiêm. Khiêm mở ra sút. Đúng rồi. Trong, tiếp tục. Nhả lại, đúng rồi bên này. Giữ một chạm sút. Ok, tốt con, tốt Tuấn Anh. Tiếp, đổi ba người, đổi người lên. Tín hiệu bắt đầu trận thi đấu của trọng tài Phạm Tuấn Anh đã nổi lên và bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu trận đấu ngày hôm nay, hiệp 1 giữa cầu thủ nhí và HIS Hà Nội. Sát, sát nha. Ok nha. Chiên. Đi Tuấn Anh, tạt ngang, tạt ngang. Đó là pha kết hợp giữa Tuấn Anh, Ngà và Khiêm. Vâng, một pha kết hợp rất ăn ý. Người ghi bàn thắng đầu tiên trong trận ngày hôm nay là Huỳnh Bùi Gia Khiêm mang số áo 07 của đội cầu thủ nhí. Tục Ngà tục. Đặt. Đặt ngang. Ok con, tục, ok Ngà, tục Ngà. Yay. Cố lên Khiêm ơi. Một pha chuyển rất là tuyệt vời của Ngà. Vị trí Tuấn Anh, vị trí. Tuy nhiên là may mắn đã không mỉm cười với cầu thủ nhí. Hỗ trợ tục, Ngà tục, Ngà. HDS đang đẩy bóng lên rồi. Và đây liệu có phải là một pha dứt điểm của họ hay không đây? Ok Ngà. Tiếp tục. Bóng lại tiếp tục thuộc về HDS Hà Nội và dứt điểm. Ok thủ môn, chậm con, từ đâu giảm tốc. Thủ môn chúng ta đã bắt bóng rồi. Vẫn còn bóng và đây là một pha dứt điểm. Vâng. Tiếp tục. Đâu ok Nhật Huy. Như hai rất nguy hiểm cho cầu thủ HDS Hà Nội. Tốt, quay lên, đi luôn. Ăn luôn. Cố lên. Bên đây. Đúng rồi. Đây là Vâng. Sút bóng vào lưới rất bình tĩnh của Phùng Duy Gia Huy. Thấy các bạn ghi bàn thì bọn con liên tục nản chí. Ai nghĩ mình xuất sắc nhất mùa năm nay? Giơ tay lên. Tại sao vậy? Các bạn không tự tin bản thân mình à? Trong cái quá trình tập luyện và thi đấu, các bạn có làm tốt không? Mà làm tốt mình phải tự tin chứ. Thật sự thầy rất là đau đầu khi chọn trong 10 bạn. Các bạn đều xứng đáng nhận được giấy chứng nhận cũng như là huy chương cầu thủ nhí trong một cái hành trình đầy mơ ước, đầy hoài bão, cũng có nhiều nước mắt, cũng có nhiều khó khăn, nhưng đến bây giờ là rất thành công. Đầu tiên vỗ tay chúc mừng cho tất cả chúng tôi. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thay đổi mỗi ngày, chúng tôi khơi nguồn cảm hứng cho cuộc sống. Kiến tạo ngày mai từ những sáng kiến đột phá. Change today, create tomorrow. Lotte.